dõi chương trình Văn hóa Nhân bản Lạc Việt. Hôm nay chúng tôi giới thiệu với quý khán giả xem một địa điểm tham quan du lịch được rất nhiều người dân ở khu vực Orange County này thích thú để đến viếng thăm trong những ngày nghỉ cuối tuần. Đây là sở thú Santa Ana, tọa lạc ở thành phố Santa Ana thuộc địa bàn của Orange County, Nam California. Nguồn gốc sở thú này là vào năm 1952, ông Joseph Prentice đã hiến cho thành phố 20 mẫu Anh đất, tức là tương đương với 8 hecta để làm sở thú, vì ông này rất là yêu động vật hoang dã và ông đặc biệt là ông rất thích khỉ, và ông hiến đất cho thành phố với điều kiện là sở thú dầu cho nuôi dưỡng bất cứ loài động vật hoang dã nào ở đây cũng phải giữ có trên ít nhất là 50 con khỉ trở lên. Chứ còn không có được là hạn chế cái số khỉ, mà phải nuôi số khỉ, nuôi khỉ càng nhiều càng tốt. Đó là cái điều kiện của chủ nhân mảnh đất này đặt ra đối với thành phố. Và bây giờ chúng ta bắt đầu cùng nhau vào sở thú tham quan nhé. Sau khi mua vé mỗi người 7 đồng một người lớn thì chúng tôi bắt đầu đến cái chặng đường đầu tiên để tham quan sở thú Santa Ana. Đây là bản hướng dẫn và tất cả những cái loài thú mà có ở đây và những cái quy tắc, và chúng ta khi tham quan sở thú có nghĩa là có thể vào đây là chúng ta nên là đối xử là thân thiện với những con thú và không có được chọc phá thú, tôn trọng thú lẫn mọi người xung quanh, rồi là không được vứt rác xuống đất, là phải giữ sạch sẽ và đặc biệt là không được hút thuốc. Ngoài ra nó còn nhiều những cái nguyên tắc khác, nhưng mà nó không có gì gọi là đặc biệt, tại vì ở Hoa Kỳ này những nguyên tắc đó hình như nó là một cái gọi là cái nguyên tắc ứng xử chung của mọi người ở đây rồi, cho nên không có cần phải lặp đi lặp lại nhiều lần. Và ở trong sở thú này tôi nhận thấy là ngoài cái việc mà chúng ta vô đây chúng ta tham quan những loài động vật hoang dã ra, thì chúng ta có điều kiện để quan sát và tìm hiểu về những cái gọi là thảm thực vật rất là phong phú. Tại đây có rất là nhiều loài cây lạ và mà chúng ta đi ở ngoài đường không có thấy, nhưng ở đây nó có rất nhiều loài cây lạ mắt, lớn nhỏ gì cũng có, và nó có rất là nhiều cây cổ thụ, cho nên đặc biệt tại nơi này dầu cho không khí bên ngoài nó nóng bức như thế nào đi nữa, khi đã bước chân vào đây người ta cảm thấy một cái bầu không khí rất là mát mẻ trong lành. Cái là gì nữa chứ? Để đi. Không bỏ đó vô miệng hết đi. Thôi dọn đi. Đi đó. Rồi. Chúng ta đang dừng trước một căn chòi được làm theo kiểu thổ dân da đỏ, đúng nghĩa với câu nhà tranh vách đất. cảnh nơi đây giống y như là một khu rừng nguyên sinh vậy đó quý vị. Cũng có rừng núi mấp mô, rồi có tiếng thác chảy, rồi phía bên tay phải chúng ta nhìn thấy nó rậm rạp rồi nó âm u, chẳng khác nào một cái khu rừng cả. Là khu vực nuôi lạc đà, một con lạc đà một bướu đang nằm, và một con lạc đà hai bướu đang nằm, và một con lạc đà một bướu đang đứng. Giống lạc đà này nguồn gốc nó từ những sa mạc cát nóng quanh năm, và nó rất là giỏi chịu đựng vấn đề mà thiếu thốn về ăn uống, đặc biệt là nó có thể tích trữ nước và mỡ ở trên những cái bướu đó. Khi đi đường xa trong khu vực sa mạc thì nó sử dụng năng lượng và nước tích trữ ở đó để nó sống như cho đến khi tìm thấy nguồn nước khác. Đây là khu vực nuôi đại bàng đầu bạc. Con đại bàng đầu bạc này là biểu tượng của nước Mỹ. Trên thế giới có rất nhiều nơi có giống đại bàng, nhưng đặc biệt là đại bàng đầu bạc, tức là cái mình nó, cái lông nó màu đen, màu xám và cái đầu màu trắng. Cái đầu lông trắng đó là chỉ ở nước Mỹ mới có, còn những nơi khác như là Mông Cổ hay là Mông Cổ có rất nhiều đại bàng mà cái lông của nó màu sẫm sạm, gọi là đại bàng đất đó, thì toàn bộ từ trên xuống dưới con đại bàng nó giống như nhau, nó không có cái phần đầu lông trắng như vậy. Đây là khu vực nuôi khỉ. Chúng ta thấy có những con khỉ lông vàng, nhìn nó bé xíu, nhỏ hơn cả con mèo rừng nữa. Có thể nói là nó bằng một nửa con mèo rừng lúc nãy chúng ta nhìn thấy thôi. Nhưng mà nó rất là nhanh nhẹn, nó đang truyền trên những cái cành cây. Khi có người lạ đến gần, bọn khỉ lông vàng đã trốn vào sau những cái tàn lá cây rậm rạp, và bây giờ thì chúng ta không nhìn thấy nó nữa. Oh, there he is, Donna, up here. Yeah, okay, I see him. Trong đó chúng ta thấy có hai con ghét, nhưng mà không hiểu sao là chúng nó đậu rất là im lìm, không động đậy cục cựa gì hết. Có thỉnh thoảng để ý lắm mới thấy nó bị vẫy cái đuôi một tí mới biết đó là hai con ghét còn sống thôi. Chứ ban đầu nhìn vào cứ tưởng như đó là hai khúc gỗ, giống y những khúc gỗ ở phía trong lòng nuôi ghét mà thôi. chúng ta nhìn thấy có những khu chuồng khỉ rất là rộng, trong đó người ta bố trí nhiều cây, nhiều dây thừng lớn để cho khỉ tha hồ leo trèo. Và đặc biệt là đi vào khu vực nuôi thú không có mùi hôi như các cái vườn thú ở Việt Nam. Có chính ở đây môi trường nó rất là sạch. Bên trong chúng ta thấy có những căn nhà vách gỗ lợp lá cao ráo khang trang để cho khỉ ở. Những con khỉ này nó bé tí, nhỏ chỉ bằng 1/4 con mèo thôi quý vị ạ. Nó giống như con khỉ lông vàng ở khu chuồng phía bên kia, nhưng con khỉ này thì chỉ có cái mặt và cái đuôi nó màu vàng thôi, và lông của nó trên lưng thì màu đen. Xung quanh các con đường, đặc biệt chỗ nào cũng có rất là nhiều chuối, cây mà cái cây chuối ở đây nó rất là cao. Tôi tò mò không biết là chuối này chúng ta có ăn được hay không, nhưng mà nhìn thấy chuối thì thích lắm. Bởi vì chuối, ngoài cái việc ta ăn trái ra thì cái thân chuối ta có thể dùng sắc ra mà dùng làm chuối ghém thì đó, để mà ăn mắm thì đó là một điều quả là tuyệt vời. Hoặc nấu canh chua cũng được. Chuối nhiều ơi là nhiều luôn, mà cây nào cái nấy, cao thật là cao. Cao kinh khủng so với những cây chuối bình thường. Đây là một giống vượn chứ không phải là khỉ. Và anh vượn này đang ngồi quay cái lưng lại phía chúng ta. Chẳng biết đây là con gì, nhưng mà có một cái đuôi xù rất dài, mặt thì giống con cáo nhiều hơn, và bộ lông thì mà hai màu đen trắng. ở đây ít thấy khỉ lớn mà rất nhiều khỉ nhỏ. Những con bé bé giống như con mèo nhỏ ở Việt Nam là không? Thầy thấy ở đây người ta cố gắng tạo ra những nét rất là hoang sơ, giống như một khu rừng nguyên sinh, để tạo bầu không khí tự nhiên cho các loài vật hoang dã sinh sống một cách phát triển được tốt hơn và gần gũi với môi trường sống của chúng nó hơn. Đây là con thú ăn kiến, nhìn có vẻ giống như là nó có hai cái đầu nhưng mà thật ra nó có một cái đầu thôi, và bốn cái chân của nó thì hai cái chân trước nó rất lớn và cái mỏ dài như cái vòi voi, cái đầu nhỏ, cái đầu đó nó, cái mỏ đó nó dùng nó để nó sụt vào những cái hốc kẹt, những cái chỗ nào nó để nó tìm kiếm những cái tổ kiến mà nó hất lên, nó duỗi đi giống như là cái con lợn lòi vậy á, rồi nó lật cái ổ kiến lên và nó hít hút cái con kiến vào để nó ăn. Vì vậy mà chúng ta thấy nó cứ đi quần tới quần lui xung quanh cái gốc cây á. Mà là không, đó là nó đang tìm tổ kiến đó. Tôi cũng lấy làm lạ là người ta nuôi con thú ăn kiến ở đây. Thí dụ như mình nuôi những cái con vật khác như là con khỉ, con lạc đà hay là con cọp, con báo rồi, thì mình có thể là chủ động về mặt thức ăn cho nó. Còn con thú ăn kiến này nó chỉ có ăn kiến thôi, mà trong cái khu vực đây nếu mà nó tìm nó là hết kiến rồi thì không biết người ta lấy đâu ra kiến để mà nuôi nó. good today. We're just glad we'll find out other people tomorrow. Hey, look at Papa. Look at Papa over there. Mark, there's like your animal pressure. Get his attention. There you go. No, not interested at all. Just like the eagle. Đây là trạm xe lửa để dành cho du khách tham quan vòng quanh sở thú. Xe, nếu mà các bạn mua 3 vé thì xe sẽ bắt đầu khởi hành. Chúng ta vừa tham quan một vòng quanh sở thú và chuyến xe lửa đã kết thúc vòng quanh sở thú, đã kết thúc cái hành trình tham quan của chúng ta. Ở đây chúng ta thấy cái sở thú này nó nhỏ và quy mô nó về các loài động thực vật, động vật thì nó không nhiều, chủ yếu là về các loài khỉ theo cái nguyện vọng của người chủ nhân mảnh đất này khi hiến nó cho thành phố. Và chúng ta cũng thấy là người ta chú trọng đến những loài khỉ nhỏ, những cái loài có những con khỉ nó nhỏ bằng 2 nắm tay của mình thôi, chứ còn những cái loài lớn thì rất là hầu như là chỉ thấy có mỗi một cái chuồng khỉ nó có 2 con cả chừng bi lớn này thôi là hết rồi, chứ không có những cái loài lớn như những loài khác, những cái sở thú khác. Và những cái động vật khác thì nó cũng chỉ được vài loài nhỏ nhỏ khác thôi. Mà có điều chúng ta đến đây khi mà dừng chân ở Nam Cali và Orange County, chúng ta nên đến thăm của sở thú Santa Ana, vì ở đây có một thảm thực vật rất là phong phú. Và như chúng ta đã thấy nãy giờ, đây có những loài cây chúng ta đi vào đây có cảm giác như mình đang đi lạc một khu rừng Amazon của vùng nhiệt đới. Nó âm u rậm rạp và nó mát mẻ và nó đầy hơi nước, cùng với cái tiếng nước chảy giống như là những cái con suối ở trong rừng. Nó làm cho người ta cảm thấy mình tâm hồn mình nó thư thái, nó nhẹ nhàng, nó hòa mình vào cái không khí thiên nhiên. Chỉ có ở chỗ này chúng ta mới có thể tìm được giữa thành phố ồn ào, đông đúc và cái nhịp sống vội vã, một cái khung cảnh êm đềm và trầm lắng như thế này. Xin tạm biệt quý vị, hẹn gặp quý vị trong những chương trình tiếp theo. Xin chào.